giới thanh cho khí thế bây giờ lồi ra. Nó là nuôi ngang hông. À. Đâu có đâu, tại vì giấy tờ trình ra với bữa với tòa án là con nuôi mà. Trình ra là nuôi rồi, không phải là ruột là sao, kêu xử thử xét nghiệm được con. Sao xét nghiệm được nữa, xét nghiệm gì tuần này nữa, tầm này nữa. Có thử ADN rồi, mà thử nó không có ra dòng máu. Kêu ca sĩ viên chủ thương là cái Ôi, thằng đó khỏi nói luôn. Như ý ơi, tôi nói cho bạn nghe nè, đừng có ví dụ ở đây nha. Bạn đừng có ví dụ, không ví dụ ở đây. Ví bạn bà chết trước nè, đi. Tôi nói cho nghe nè. Cái lỗ tai của bạn á, có nghe anh lời anh của tôi nói không? Ủa? Lời anh Vũ Linh nói đàng hoàng là để nhà lại cho Hồng Phượng nha. Nghe, đó là nhà của ảnh. Ảnh muốn cho ai ảnh cho, cái đó là quyền của ảnh. Chuột xong bữa đi ra ngoài tòa rồi đưa giấy nuôi ra. Nói vậy tôi nói u mê đứa thành ê mu luôn. Đưa giấy nuôi ra. U mê điếc vô đây cũng còn ế mu à. Tự nhiên cái ví dụ ông bà có con có để cho cháu xạc quá. Công bố cái gì đó là nó tự công bố đi con ơi, tại vì nó là người đứng lên nó nói nó là ruột mà. Giả bây giờ mọi người nè, mọi người cầm một chỉ vàng thiệt và một chỉ vàng giả, cả nhà đi ra tiệm vàng, đúng không? Cả nhà đi ra tiệm vàng. Thì bây giờ nè, cái người mà cầm một chỉ vàng giả với một cái chỉ vàng thiệt á, cả nhà dám vô không? Cái người cầm cái một cái chỉ vàng giả dám đi vô cái tiệm vàng ra để bán không? Hay là để trình ra cho người ta cái gọi là cái gì thử vàng không? Đúng không? Nó đơn giản vậy thôi mọi người. Cho nên là hả, gia đình tha bình thường an yên lắm, rất là bình thường, không có gì hết. Đó. Đó, cho nên là hả, cả nhà yên tâm, cái gì cũng vậy hết á. Mình mưu sự, mình tính gì không qua ông trời, ông tính. Ta nói lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, đúng không? Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Thì bây giờ đó, sau phiên hòa giải ngày 8 tháng 7 thì hai phía Bengo 6 và Hồng Loan cũng đã có những động thái mới nhất. Nhất là vợ chồng chú Bảy. Sau cái ngày 8 tháng 7 trở về, chú Bảy đã viết một dòng ta tết. Bà cố và ông nội nói cho các con nghe nè. Tòa chỉ hòa giải chứ có xử đâu mà thắng thua gì ở đây. Các con bớt dặn dắt giùm, lo làm chó giữ cửa, chờ tụi nó cho xương mà ăn, ngoan nha. Không những thế, tối hôm qua, hai vợ chồng chú Bảy cũng live stream, vừa bán hàng vừa bóng gió luôn. Hồng Loan là con nuôi mà dám nói dối với khán giả mình là con ruột, rồi ruột dữ chưa. Khi lên trên tòa chỉ trưng ra cái tờ giấy là con nuôi, rõ ràng clip anh tôi đã cho con cô Sáu căn nhà, nhà đó là của anh tôi có quyền mà. Trong live này, vợ chồng chú Bảy hết sức bức xúc khi có một số người vào chất vấn nếu như sau này vợ chồng ông bà chết, tài sản ông bà để cho cháu của mình hả. Thì vợ chồng chú Bảy nói sao nói chuyện vô duyên quá vậy, có lẽ vì quá đuối lý không bắt bẻ được người này. Tiếng Bảy đã kể về những nỗi oan ức hơn một năm qua đã bị nghe những khán giả nặng nhẹ gia đình chú Bảy. Đó, gia đình cô chú Bảy đang được khán giả ủng hộ, cảm ơn mọi người. Thật ra thì một năm mấy qua gia đình thì cũng thật sự rất ai cũng vậy thôi, cái tâm lý mỗi người tự nhiên vô duyên vô cớ mà bị người ta chửi và chửi quan thì ức nữa thì tất nhiên mình phải buồn rồi. Nếu mà nói không buồn thì không đúng đâu, gia đình rất mọi người rất là buồn. Buồn mà đau nữa, tại vì anh mình mới mất, cái nỗi đau nó vẫn còn đó. Nó đau đớn, không nhớ tới thì thôi, nhớ tới tự nhiên mình bị giống như là mình có cái gì nó thắt cái tim của mình lại. Rồi bị chửi, rồi bị vu oan, rồi thậm chí mà bị bôi bát danh dự của anh mình nữa. Đó, thì thử hỏi cả gia đình đó, nằm trong cái hoàn cảnh gia đình của ta, làm sao không đau, làm sao không tức. Khán giả của anh Năm, nếu mà đúng là khán giả của anh Năm từ xưa tới giờ, không bao giờ mà người ta có một cái suy nghĩ như vậy đâu. Người ta không bao giờ nghĩ anh Năm như vậy đâu. Dám nói anh Năm là có con mà không dám nhận. Trời ơi trời, mọi người, một cái người giống như anh Năm vậy đó, ảnh là cả cuộc đời của ảnh là ảnh đi làm việc thiện, và ảnh cũng không bao giờ đi phô trương, đi khoe khoang với ai là tôi mới đi giúp người đó hay tôi thế này thế kia. Ảnh không bao giờ nói, ảnh rất là kính tiếng, nhất là những việc anh giúp ai anh không bao giờ kể. Thậm chí em út ở trong nhà luôn, đúng không? Em út ở trong nhà đó, anh cho người đó mượn tiền á, anh cũng chưa bao giờ kể cho em út, ít khi nào kể lắm, khi nào những người nào thân lắm. Nhưng ngẫm lại, đâu phải phía thứ Bảy không đáp trả lại đâu, vẫn ăn miếng trả miếng. Và cũng có một số khán giả ủng hộ, chứ đâu phải ai cũng ghét.
như mới đây một nhân vật tên Thủy Lê đã đến quán, đã gửi tặng chú Thím Bảy 10 triệu đồng và 20 triệu tiền ủng hộ show diễn của con Thím Bảy. Có khán giả nói rằng hình như là không chấp nhận được sự thật hả chú Bảy? Giờ nuôi đùa không biết chứ, thế là được ở căn nhà của chú, được đuổi mẹ con Ve ra khỏi nhà. Còn Quý Phi ơi, anh Năm nói cho HP căn nhà hả? Cho thì cứ qua đuổi Hồng Loan ra, thử coi có được không? Chú nói cho là một lẻ, nhưng không có giấy tờ gì làm bằng chứng, thì lời nói gió bay, nhe Quý Phi. Cô có nghe bùm bùm nói không? Sau khi trời tòa, trọng chứng hơn trọng cung, có nghĩa là bên Hồng Loan giấy tờ đầy đủ, ông tòa kêu tới đâu, đưa ra bằng chứng tới đó. Còn phía bên Ve, kêu tới đâu, thì nói miệng tới đó, thì ông tòa, ổng tin ai, hả Quý Phi? Trong khi đó, cũng ngày hôm qua, nghệ sĩ Vũ Luân cũng đã thông báo trên trang fanpage của mình, cảnh cáo những ai gọi tên nam nghệ sĩ, thông báo về hoạt động trên các kênh mạng xã hội. Tôi là Vũ Luân, trân trọng thông báo đến quý vị về các hoạt động và danh tính của tôi. Nghệ sĩ Vũ Luân là nghệ danh chính thức của tôi. Ngoài nghệ danh này, các tên gọi khác trên mạng xã hội như Anh Hai, Ba Xoài và Vũ Luân đều là những tên được sử dụng chỉ đích danh tôi. Những hành vi, lời nói hay bất kỳ thông tin nào được đăng tải dưới cái tên gọi nêu trên đều sẽ được ghi nhận làm bằng chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật mọi hành động sử dụng những tên gọi này để mạo danh phát ngôn sai sự thật hoặc gây hiểu lầm, xúc phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Sau bài đăng của anh thì nhiều khán giả đã bình luận sôi nổi. Ủa rồi tự nhiên đọc quyền luôn, cái tên anh hai là của nam nghệ sĩ luôn hả? Vậy thay vì gọi anh hai thì mình đổi tên gọi là anh Tru hay anh số 2, chị 2, anh bóng sẽ không bị kiện. Má Tư thì bất ngờ nói bóng nói gió về một số người nào đó ông đã nói với nghệ sĩ Vũ Linh cách đây 20 năm rồi, nhưng nghệ sĩ Vũ Linh không nghe. Tôi sống với ổng 13 năm như hình với bóng. Một năm 1989 tôi rời đi, đến năm 1991 tôi lại tiếp tục đến với ổng, một tình tri kỷ đến ngày ông ra đi. Tôi chưa bao giờ xin ông một điều gì, tôi như thế nào ông là người hiểu tôi nhất. Sự việc xảy ra lần này do ông không nghe lời tôi nói cách đây khoảng hơn 20 năm, vì vậy tôi xin ông phán xét công bằng trắng đen, ai làm sai phải gánh nghiệp quả báo, để cho những người có tâm địa gian xấu, tham lam ác tâm chiên hại người họ thức tỉnh những việc làm của họ. Lần đầu tôi xin ông. Chuyện tiếp theo cũng vô cùng sôi nổi, đó là thông tin cô cháu gái đi tìm chữ ký nghệ sĩ Vũ Linh. Ngày đầu đấy MC Cám đang đi xác minh chứng cứ gì đó để đưa lên tòa ấy mà, ai già biết tìm cậu ở đâu mà chứng minh và xác nhận. Trước những dè biểu của cư dân mạng chê mẹ con cô Sáu đi tìm chữ ký trong vòng 15 ngày để nộp cho tòa án như là mò kim đáy bể, thì Vân Tiên bên Mỹ ủng hộ gia đình cô Sáu cũng đã đáp trả. Giám định chữ ký, tòa cho 15 ngày để bên gia đình nghệ sĩ Vũ Linh đưa đơn nhờ bên tòa hỗ trợ giám định chữ ký. Dạ là như thế này, những nơi chính quyền không phải ai muốn bước vô thỏ thẻ hay đập tay lên bàn. Tôi là Nguyễn Thị A, muốn lấy bất cứ hồ sơ nào có chữ ký của ông Nguyễn Văn B là chỗ đó người ta ân cần mời ngồi xuống và đi lấy bộ hồ sơ có chữ ký cho coi, copy chụp hình, lưu giữ hay chụp hình selfie đăng lên mạng la làng trùm beng. Mọi người ơi, cả nhà ơi, em lấy được chữ ký rồi nè, nằm mơ đi hen. Đây là thủ tục được thẩm phán đưa ra thuận theo yêu cầu của bên nguyên đơn nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Bên nguyên đơn yêu cầu thì thẩm phán y theo lời và sẽ hỗ trợ. Nếu thấy không đủ căn cứ vô cớ thì dễ gì tòa ra văn bản hỗ trợ phải không à? Có nghĩa là đưa đơn lên cho tòa, nhờ tòa giúp đưa ra văn bản, em tạm gọi là trát tòa đó quý vị. Có văn bản của tòa thì các cơ quan chính quyền mới đưa ra giấy tờ, chứ không phải ai cũng nhào vô lấy chữ ký được. Nói vậy có nghĩa là cả năm qua dù gia đình muốn lấy chữ ký mà không có văn bản của tòa án thì cũng chỉ đứng ngoài đường nhìn vô thôi. Giỏi lắm thì cái kiểu đứng chụp hình bên bảng tên như mấy thầy bà bên HL thường sử dụng, đứng chụp hình bên cạnh cái bảng thử ADN, đứng chụp hình lao mộ laser chim, hôm nay em ra Hà Nội em chụp hình trước văn phòng BH Media. Mọi người ơi, em thắng rồi, em đã chiến thắng rồi. Có nghĩa là không có vụ phải tìm ra chữ ký trong vòng 15 ngày. Nghe rõ trả lời, hiểu mạnh dùm em ạ. Trong vòng 15 ngày, bên gia đình nghệ sĩ Vũ Linh sẽ gửi đơn xin tòa án hỗ trợ văn bản đến các cơ quan chính quyền để xin chữ ký đi giám định. Rồi khi văn bản tới tay các cơ quan chính quyền được đề nghị trong văn bản thì các cơ quan đó sẽ lên lịch thời gian sẽ có.
không có trong vòng 15 ngày hay trong vòng 30 ngày. Vụ này em rành như sáo cao vòng cổ, tại em từng thư kiện tài sản ở Việt Nam. Em muốn trích lục cái gì liên quan trong vụ kiện, em phải gửi đơn lên tòa và tòa ra văn bản. Chuyện theo đúng thủ tục của tòa án, rất đơn giản. Em thấy bà con cô bác Trần Trần quá tội nghiệp, cô cháu HB nhà em. Nên bây giờ, dù đã gần 1 giờ sáng, em vẫn phải ngồi gõ máy, chụp dòng chữ ở đây. Rất rất cảm ơn những sự đồng hành và quan tâm của tất cả đã yêu thương gia đình ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Tấm hình em chụp để ở đây là hợp đồng giữa Đại Nam và nghệ sĩ Vũ Linh, với chữ ký của đôi bên, chữ ký tay của chính chủ Vũ Linh, chứ không có người ký thế ký thay. Em xóa chữ ký để tránh thiên hạ chôm chữ ký, rồi làm giấy tờ giả này nọ, thí dụ và thí dụ như giấy nhận nuôi con nuôi. Văn Tiên giải thích rằng không phải tòa quy định 15 ngày mẹ con cô Sáu đi tìm chữ ký, mà có thể tòa còn có thể cho thời gian dài hơn nữa, và sẽ hỗ trợ mẹ con cô Sáu hết mình trong việc cấp một tờ giấy mẹ con cô Sáu đưa tờ giấy này ra. Là cơ quan chức năng từng có chữ ký nghệ sĩ Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, sẽ cung cấp cho mẹ con cô Sáu, chứ không phải như phía Hồng Loan dẫn dắt đánh tráo khái niệm. Và đừng có nghĩ 30 thì chưa phải là Tết. Dưới bài viết vô cùng dài của Văn Tiên thì bên này chị Ni cũng đã lên tiếng đáp trả. Cô viết: ngáo bà cứ hay vậy quá, giao nộp chứng cứ đừng luyên thuyên, thay vì dùng truyền thông nên truyền oxy để thở đi. Mọi người có nhớ vụ kiện tụng đầu tiên là con ve đem các clip của chú trong lúc say xỉn lập vi bằng để tranh chấp với Hồng Loan hay không? Vừa tốn tiền án phí, vừa lo đủ căn cứ để tranh chấp, nên chờ đợi đủ thời gian đẩy cao số trở thành nguyên đơn khi cao số đủ 60 tuổi, để đủ điều kiện miễn án phí. Sau khi muốn tranh chấp thì theo nguyên tắc cao số là hàng thừa kế thuộc hàng ghế thứ hai, nhưng để thừa kế được theo quy định của luật thừa kế thì phải không có hàng ghế thứ nhất. Vậy thì buộc phải triệt tiêu hàng ghế thứ nhất bằng cách hủy bỏ thân phận 37 năm tồn tại của Hồng Loan bằng những thủ đoạn tinh vi. Để biết vì sao vụ án đòi nhà cho ở nhờ ở trong nhà chỉ có 2 năm bị kéo dài tới hôm nay, do hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, thì thay mặt cho Hồng Loan trả lời cho mà hiểu nè. Tập đoàn tham thì tham. Ni còn hé mở một tờ giấy của công ty Tâm Quan đã làm những thủ tục hồ sơ về chứng cứ. Hiện bên Hồng Loan đã có đầy đủ bằng chứng tất cả hết rồi. Phía bên cô Sáu đừng thổi phồng sự thật lên nữa. Hãy chấp nhận thất bại đi, đừng cố quá thì sẽ thành quá cố. Một số bình luận như: cầu mong tới ngày cuối tòa tuyên bố sự công khai, Hồng Loan con hợp pháp thắng kiện, để cộng đồng mạng được nghe thấy vui mừng. Tôi là ngáo bà đây, được viên góp viên cục đá, tôi cũng kiếm được hơn 100.000 đô rồi. Tôi gửi ngân hàng lấy lại ăn dần. Lâu lâu tôi còn giả vờ tài trợ cho cháu ve, mua cơm mua cháu đi phát từ thiện nữa. Khi bà Tiên Ngáo viết bài thơ đưa cho Phượng Rùi đi nộp hồ sơ, bà sợ người ta sao chép chữ ký của chú để làm giả hồ sơ nữa cơ. Đúng rồi, sợ con dê làm giả mà. Thế xưa giờ ai làm giấy khai sinh chả được, đâu cần cha mẹ, quan trọng là bằng chứng sống chung 37 năm nay, có làng xóm người quen làm chứng thì cứ gác chân mà ngủ thôi. Có giám định chữ ký đi nữa cũng rất khó. Cuộc đời con người thay đổi vài chữ ký là bình thường, quan trọng là con hợp pháp ở với chú mấy chục năm, ai cũng biết ủng hộ Hồng Loan.